Vụ tấn công giết chết 4 người ở Israel. Kính thưa quý vị, một nhân chứng vụ tấn công khiến ít nhất là 4 người bị thiệt mạng ở thành phố Beersheba, miền nam của Israel vào hôm thứ Ba đã cho biết anh đã chứng kiến nhiều thương vong. Cảnh sát cũng cho biết một kẻ tấn công người Ả Rập đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm, trước khi ông ta đã bị bắn bởi một người qua đường. Không có tuyên bố trước mắt tổ chức nhận trách nhiệm. Báo chí của Israel cũng đã xác định kẻ tấn công là một công dân Ả Rập của Israel, là một cựu giáo viên trung học đã từng bị bỏ tù vì cáo buộc là có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố trên video, Bộ trưởng Quốc phòng của Israel là Benny Gantz đã nói rằng IDF và lực lượng an ninh sẽ thực hiện và sẽ sử dụng mọi cách để ngăn chặn các vụ khủng bố nhiều nhất có thể. Bất kỳ ai khuyến khích hoặc là ủng hộ cho các cuộc tấn công mới nhất sẽ phải trả giá. Dịch vụ xe cứu thương là Maiden David Odom cũng đã cho biết là 3 phụ nữ và một người đàn ông đã bị thiệt mạng bởi kẻ tấn công. Kẻ đã thực hiện vụ tấn công tại một trạm xăng dầu và tại một trung tâm thương mại mua sắm ngoài trời. Và ít nhất là 2 người khác đã bị thương, một người nguy kịch.